Hello, xin chào các anh chị đến với ITP Lab Channel. Mình là Huy Thịnh ITP, cũng là cái câu này ngày nào cũng nói ra nhưng mà cũng phải nói thôi, không nói thì người ta không biết mình là ai đúng không? Ok, hôm nay thì mình sẽ tới một cái mã mà mã này không phải là mã giới thiệu để mua mới. Thì mình đã nói nhiều lần rồi, không phải lúc nào cũng phải mua mới đâu. Có những lúc sẽ có những tình huống là xử lý phát sinh và những lúc tình huống là để cảnh báo, có những lúc là những tình huống để mua mới và có những lúc tình huống là để dự phòng. Giờ hôm nay là một tình huống về warning, cảnh báo ha. Một cái mốc mà chú ý đó là một cái mốc chú ý với con AAS ha. Hôm nay đóng một cây rất là đẹp đúng không? Đóng một cây trần tím đúng không? Và với một cây trần tím như này thì khả năng dư địa của nó một ngày mai vẫn là một cây tiếp theo rất là đẹp. À, để cỡ cây tiếp theo rất là đẹp. Nhưng mà mọi người thì cũng phải lưu ý giúp mình. À, mọi người cũng phải lưu ý giúp mình. À, nói gì nói, con này nó tích lũy được trong cả một giai đoạn thế này. À, tích lũy giai đoạn thế này, tích lũy đi theo cái mô hình mà rất là lai giảm thế này phải không? Volume cũng rất là bắt đầu biên độ hẹp và gần như không ai bán đâu, nén nó chặt. Và nó bung một cú thế này lên thì mọi người rất hào hứng. Và cái cảnh báo này của mọi người là ngày mai con này thì thực sự nó đóng mà lên tăng thì mọi người không nên mua mới. À, đơn giản thế thôi, con này không nên mua vào ngày mai. Bởi vì cái con này thì đã đến gần cái vùng gọi là kháng cự của khung tuần nha, kháng cự khung tuần. Tất nhiên là ở vùng kháng cự khung tuần á, cái giá của nó đột ngột á, nó vẫn có thể nó xuyên qua được, vẫn xuyên qua được nha các anh chị. Đó, vùng kháng cự khung tuần của nó là vùng này, là vùng 20.5 nha, kháng cự 0.5. Thậm chí giá nó có thể nó xuyên qua, nó lên tới tận 21, 22 cơ. Đó, 21, 22 cơ. Nhưng dù gì thì vùng kháng cự khung tuần này vẫn là một cái mốc mình phải rất đề phòng. Khi nó xuyên được một bữa, à, bữa thứ hai nó lấp liếm nó lên chút chút, rồi bữa thứ ba nó cắm đầu nó thì mình lại vào ngày mai là mình lại trễ tê. Thì đó là một cái cảnh báo cho các anh chị về cái việc mua đuổi con này thực sự có lợi hay không. Còn với các anh chị mà đang nắm giữ, các chị đang nắm giữ, nếu mà ai chỉ quyết định đánh con này là ở mức T cộng, à, mới mua gần đây thôi. À, gần đây ví dụ là những cái phiên mà 21 hay là những cái phiên 20 ơi, à, những cái phiên ngày 5, ngày 8, tháng tháng 10 gì đó. À, mua gần đây thôi. Thì đây có thể là cái vùng để các anh chị có thể canh là vùng 20.5 tới vùng 21 đó là có thể canh để mình chốt lại một phần. Đó, có thể chốt 50% đi. Đúng không? 50% nha, chốt lại một phần. Còn à, những anh chị mà đã nắm giữ con này mà cách nó dài hạn phải không? Cách à, trung hạn thôi. Trung hạn nắm giữ rất là lâu, nắm giữ từ hồi tháng 7 tháng 8 á, thì tại vùng này cũng là một cái vùng mà các anh chị có thể là canh chốt một phần được ha, canh chốt một phần được. Trước đây các anh chị không biết là có chốt phần nào chưa thì tại vùng này có thể canh chốt một phần tiếp theo, giống như lần trước loanh quanh ở cái vùng dược đỉnh cũ ở đây, rồi đỉnh cũ đây anh chị đã chốt phần khoảng 30%, thì bây giờ tới vùng giá này mình cũng có thể nên chốt tiếp 30% còn lại ha, những ai nắm dài. Nếu ví dụ mà nó có điều chỉnh thì chúng ta hãy canh cái nhịp điều chỉnh nó quay trở lại cái nền giá cũ của nó ở đây. Đó là nền 17.5 tới nền giá 18 thì chúng ta sẽ lại cover lại nó ở đó nha, nền 17.5 tới 18 là vùng rất tốt để cover. Còn cái cảnh báo mình hôm nay đó là cảnh báo về không nên mua mới mua đuổi con này ở ngày mai nha. Khả năng một cái khả năng khá là nguy hiểm khi mà chúng ta có thể là bị lỡ tê, không không mua kịp tê. Có nghĩa là mình mua thì tê không, à, lời chút, tê một lời chút, T2 rướng rướng tới lúc T3 thì nó chỉnh thì lúc đó thì lại mệt nha. À, hết rồi, cũng không có gì hơn. À, chỉ là một cái cảnh báo cho các anh chị thôi, nhắc nhở lẫn nhau thôi. Còn các anh chị đang nắm giữ thì có thể là chốt lại một phần và theo dõi nó tiếp. À, kịch bản nó cũng có thể là nó tích lũy tiếp tục một thời thời gian khoảng vài tuần là nó tục nó lên tiếp là cũng có chứ không phải là không có. Nhưng còn cái việc mua mới thì nó khá là rủi ro. Thế thôi. Rồi chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một cái ngày cuối tuần là ngày mai sẽ có một cái ngày trading hiệu quả nha. Rồi, chúc anh chị sức khỏe, minh mẫn, sáng suốt và thành công. Hẹn gặp lại các anh chị ở các mã lần tới nha.